Bí thư Thị ủy Kiến Tường Phạm Xuân Bách có cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với gần 100 hộ dân phường 2 về định hướng giải pháp phát triển chỉnh trang đô thị trên địa bàn năm 2023. Thời gian qua, cùng với việc huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chỉnh trang đô thị, thị xã Kiến Tường còn quan tâm thực hiện công tác quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, quy hoạch giải phóng mặt bằng. Tại cuộc đối thoại, người dân kiến nghị tình trạng xây dựng nhà ở dọc quốc lộ 62 cần phải đồng bộ, tuân thủ quy định đảm bảo mỹ quan và trật tự đô thị, rà soát lại công tác quy hoạch các khu dân cư trên địa bàn, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án giao thông trên địa bàn, sắp xếp lại trật tự tại các khu vực chợ, khu trung tâm.